Hiện tại đang là 11 giờ trưa ngày 21 tháng 6 năm 2019. Quay trở lại kênh YouTube của Đỗ 8 xin giới thiệu đến quý vị một bộ truyền kỷ vũ cụ. Tôi quay theo yêu cầu của anh khách hàng ở tại Quảng Ninh. Bộ này bộ trường trung, kích thước là 2m. Trên màn hình là tổng thể của bộ truyền kỷ đây. Thì bộ này là chân chín chỉ và đục xoắn ốc. Chất liệu gỗ vụn. Tôi sẽ lướt qua một vòng bộ truyền kỷ này cho khách hàng có thể xem được. Đây là phần ván mặt. Ván mặt là mặt một lá liền tấm luôn. Vách là vách đục tứ quý tùng trúc cúc mai. Đây là tô bằng gỗ vụn nhé. Những phần màu trắng như là chúng tôi đang đánh dây giáp. Thì là bởi vì bộ ghế này là tôi đã làm gỗ để từ rất lâu rồi, nó sậm màu xuống rồi. Nên chúng tôi đang đánh giáp và cạo nạo nên là nó sẽ trắng như này. Khi sơn vào thì là màu sẽ là đều màu. Đó là phần đầu ghế bên này. Đây là chiếc tiếu, bàn tiếu. Mà mặt bàn thì có vân rất là đẹp. Vân gỗ mặt bàn rất là đẹp. Đây là chiếc ghế thứ hai. Đây là phía đằng sau cái ghế thứ hai. Và hàng này thì chúng tôi là cam kết là không có rác, 100% là không có rác. Đó. Cam kết 100% là không có rác, sạch rác luôn. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 510 816, website đồ gỗ Tùng 8.com, địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé. Tôi xin dừng clip để gửi tới anh khách hàng tại Quảng Ninh.